Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với phần đọc truyện online của anh Khoa, và ngày hôm nay cùng với thể loại đam mỹ xin được giới thiệu với tất cả quý vị truyện đọc Thế Bất Khả Đáng từ nữ tác giả nhà văn Sài Cây Đảng, cùng với các chương sẽ được giới thiệu trong lần này và nguồn truyện là sstruyen.com. Xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn với chương 58, 59 và 60 của truyện. Chương 58, sự cố. Lại tới một ngày thứ sáu, Hà Diệu đã sớm thu dọn xong đồ đạc. Nhìn đồng hồ thấy mới 3 giờ rưỡi, phỏng chừng phải một lúc nữa mới có thể tan ca. Đang bấm đốt ngón tay tính thời gian tới chỗ Viên Tung thì lại nhận được chỉ thị của đại đội trưởng thông báo có nhiệm vụ khẩn cấp, phái 3 người là cậu và Tiểu Huy cùng Trương Điền xuất cảnh. Đối tượng phải bắn lần này là một kẻ đã phạm tội hình sự nhiều lần, tên là Triệu Tường, 16 tuổi đã phải vào trại giáo dưỡng vì tội lưu manh ẩu đả trong 20 năm đó, đã từng phạm tội 8 lần, ngoài một lần đánh bạc, một lần phá hoại của công, còn lại đều là đánh lộn, ẩu đả, nhiều lần bị phán tù có thời hạn hoặc tạm giam. Lần này là cảnh sát nhận được tin báo Triệu Tường mua súng ống thông qua con đường bất hợp pháp, lập tức triển khai hành động, tiến hành vây bắt. Sau khi đề ra phương án tác chiến, ba người mặc thường phục rồi đi tới núp sẵn trong tiểu khu của Triệu Tường. 6 giờ hơn, lúc Hạ Diệu bước lên bậc thang thứ tư của tầng 1, đèn điều khiển bằng âm thanh trên hành lang tầng 2 bỗng nhiên bật sáng. Hạ Diệu vừa ngẩng đầu lên liền thấy được trước mắt có 5 gã đàn ông lực lưỡng đang đi xuống. Nhìn ra thì ra Triệu Tường định hành động sớm hơn dự kiến, số người dẫn theo cũng nhiều hơn 2 người so với tin tình báo mà cảnh sát nhận được trước đó. Tình hình như vậy khiến cho Tiểu Huy và Trương Điền không kìm được mà toát hết mồ hôi. Không sao đâu, Hạ Diệu bình tĩnh như thường trấn an hai người bọn họ, các cậu hành động theo tôi. Cùng lúc ấy, đám Triệu Tường cũng phát hiện ra Hạ Diệu, Tiểu Huy và Trương Điền. Biết bị ngăn chặn, năm gã khua múa dao khầm và ống tuyết nhọn xông xuống dưới như nổi điên. Một trận đụng độ chiến đấu trong hành lang nhỏ hẹp cứ thế bùng nổ. Để đề phòng đạn lạc làm bị thương dân thường dưới lầu, ba người Hạ Diệu chỉ có thể dùng cảnh côn hoặc tay không để liều mạng với năm gã đàn ông lực lưỡng kia. Trong đó có hai gã thấy Hạ Diệu mi mục anh tuấn, da mịn thịt non, tưởng là lính tới bổ sung cho đủ quân số, liền xông về phía Hạ Diệu trước định hạ cầu để mở đường máu xông ra ngoài. Kết quả, Hạ Diệu đầu tiên là tung ra một cú đá xoáy dùng chân phải, giả vờ tấn công đối phương từ bên dưới, sau đó xoay người dùng chân trái công kích từ phía trên. Mạnh mẽ, đá bay một gã tới cửa, đầu đập vào bức tường phía sau, mái chắn bò dậy được, lại thêm một cú quẳng ngã bằng chân thật đẹp, hung dữ quăng tên còn lại ra xa. Giải quyết xong hai tên bên cạnh, Hạ Diệu mới phát hiện một tên đang khua khoắng dao khầm ngay gần Trương Điền. Má trái của Trương Điền đã trúng một dao, máu tươi chảy ròng ròng. Hạ Diệu phi tới chỗ của Trương Điền thì triển thuận tóm giữ, đánh ngã tên kia, đoạt lấy dao khầm. Trương Điền xử ra toàn bộ sức lực cuối cùng đè trụ tên du côn rồi còng tay hắn lại. Hạ Diệu lại quay đi xem thử tình hình của Tiểu Huy, đại não lập tức nổ ầm một cái. Triệu Tường đang dùng súng chỉ thẳng vào đầu của Tiểu Huy, từng bước đi xuống lầu. Hạ Diệu nhắm đúng thời cơ tung ra một chiêu tay không đoạt súng cực kỳ mạo hiểm. Đây là học được từ chỗ Diên Tung, nhưng mức độ đẹp mắt thì còn kém xa so với cái tên Diên Tung kia. Triệu Tường đã nhiều lần gây án, ít nhất á, cũng có thân chủ không tồi. Hạ Diệu dùng động tác nhanh nhẹn chuyển hướng hồng súng của Triệu Tường, nhưng không thể đoạt đi khẩu súng mà hắn đang nắm chặt trong tay. Hai người chiến đấu một trận, ôm nhau lăn xuống cầu thang, súng rơi xuống tầng 1 qua chỗ ngoặt của cầu thang, bị Tiểu Huy lộn mấy vòng nhào tới nhặt được. Khuỷu tay Hạ Diệu đập vào tay vịn cầu thang, một trận đau đớn tê dại tập kích thới thẳng vỏ đại não. Cậu nghiến răng chịu đựng, ghì lấy tay của Triệu Tường không buông. Mãi cho đến khi mấy cảnh sát khu vực từ bên ngoài xông vào viện trợ mới thôi. Cuối cùng năm gã du côn cũng bị chơi ngự chế ngự toàn bộ áp giải lên xe cảnh sát.
Trương Điền được đưa vào bệnh viện khẩn cấp, phần mặt bị trọng thương, khâu 18 mũi, từ trán bên trái giọt xuống cánh mũi phải. Có phải tôi bị hủy dung rồi không? Trương Điền hỏi Hạ Diệu. Hạ Diệu an ủi hắn, không việc gì, đàn ông có chút sẹo càng thêm gợi cảm. Cậu xem có người còn cố tình vạch lên mặt mình hai ba đường đấy thôi. Trương Điền đột nhiên có chút nghẹn ngào, hôm nay nếu không nhờ cậu, mạng của hai anh em tôi được quẳng lại đây mất rồi. Tiểu Huy đứng bên cạnh lặng im không nói, vành mắt cũng đỏ hoe. Được rồi, đều đã thế này còn câu nệ gì nữa. Một lúc sau, người nhà của Trương Điền đến. Hạ Diệu và Tiểu Huy rời khỏi phòng bệnh, đi tới gần cửa bệnh viện. Tiểu Huy vỗ một cái lên vai Hạ Diệu. Lúc này Hạ Diệu mới cảm thấy cánh tay của mình đau quặn một cách không bình thường. Cậu đi trước đi, tôi gọi điện thoại một cái, Hạ Diệu bảo Tiểu Huy. Sau khi Tiểu Huy đi rồi, Hạ Diệu tới khoa chỉnh hình chụp X-quang mới phát hiện mình bị gãy xương. Sau khi băng bó xong toàn bộ thì đã là 8 giờ tối. Hạ Diệu gọi một chiếc taxi, vốn định chạy thẳng về nhà. Kết quả đi tới hơn nửa đường, đột nhiên Hạ Diệu lại bảo: Bác Tài, tôi không về Vương Phủ Tỉnh, cho tôi chạy tới phố Kiến Ngoại đi ạ. Chương 59. Đút ăn. Taxi dừng lại ở trước cổng công ty Diên Tung. Bảo vệ gác cổng nhìn thấy Hạ Diệu liền gật đầu, cười ra hiệu với cậu đi trên lối vào thật dài. Thấy đèn trong phòng huấn luyện bị cành liễu dày đặc cắt ra thành vô số tia sáng. Chống ngực Hạ Diệu trên đường đến đây đã được bình ổn, lúc này không hiểu tại sao lại tiếp tục loạn nhịp. Diên Tung vẫn chưa về, cũng không gọi cho Hạ Diệu nữa. Tự hồ đoán được cậu nhất định sẽ đến. Chỉ có điều không ngờ cậu lại dùng tạo hình như vậy để xuất hiện trước mặt mình. Nhìn thấy thanh nẹp trên cánh tay của Hạ Diệu, khuôn mặt lãnh ngạnh của Diên Tung rõ ràng hiện lên vẻ đau xót khó có thể che giấu. Đi lính nhiều năm như vậy, đại thương tiểu thương gì cũng từng nếm trải qua viên đạn gọt xương, cùng lắm cũng chỉ nhíu mày một cái thôi, chưa từng có vết thương nào lại khiến Diên Tung cảm thấy xúc một kinh tâm như thế này. Bởi vậy mãi lâu sau hắn mới mở miệng hỏi: Sao đây? Hạ Diệu thì như chẳng có việc gì, lúc chấp hành nhiệm vụ không cẩn thận bị gãy. Cũng là giọng điệu khinh miêu đạm tả, nhưng khi Hạ Diệu nói việc này với đồng sự và khi nói với Viên Tung, cái cảm xúc trong lòng lại hoàn toàn khác biệt. Hồi đáp muốn nhận được cũng hoàn toàn tương phản nữa. Viên Tung không nói gì, bàn tay to lớn chụp lên gáy của Hạ Diệu, kéo cậu vào phòng. Hôm nay làm món gì thế? Hạ Diệu hỏi. Viên Tung cố tình sầm mặt nói: Hết rồi. Ủa sao lại hết rồi? Chẳng phải tôi chỉ đến muộn một chút thôi sao? Không đến nỗi không phần tôi chút nào chứ hả? Viên Tung liếc xéo Hạ Diệu: Cậu tôi làm gãy một tay, tôi còn phải làm cơm cho cậu ăn. Hạ Diệu nóng nảy: Cũng không phải, tôi cố ý làm gãy mà, lúc ấy tình thế nguy cấp. Được rồi, Viên Tung ngắt lời Hạ Diệu: Ngoan ngoãn ngồi đợi, tôi mang ra cho cậu. Hạ Diệu sớm đã đói cồn cào, vốn có thể giống Tiểu Huy tùy tiện kiếm chút gì đó lót dạ bên ngoài bệnh viện, nhưng cậu cứ cảm thấy thật phiền phức, liền nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Đói đến đứng ngồi không yên, tò tò đi theo Diên Tung vào phòng bếp, vừa nghền cổ nhìn vừa nói: Nè, tôi bị thương tay đấy, phải đấy nhé, không cầm đũa được đâu, anh nấu cho tôi chút gì mà có thể dùng thìa để ăn đấy. Phải rồi, món chính hôm nay là vì gì vậy? Mì sợi. Hạ Diệu mù mờ: Không còn gì khác sao? Không còn, thịt thái hạt lựu tượng trưng, cà chua quấy lẫn trứng chim, sợi mì được cán ra như bằng máy móc. Diên Tung nấu cho Hạ Diệu một bát thật đầy. Sau khi làm xong, dưới tình cảnh Hạ Diệu không hề có chút chuẩn bị, hắn gắp một miếng đưa tới bên miệng của Hạ Diệu: Ăn đi. Hạ Diệu lập tức bày ra vẻ phản cảm: Không cần anh đút, tôi có thể dùng tay trái từ từ ăn mà. Cậu không ăn thì tôi ăn. Diên Tung nói xong liền rút bát về, gắp mì lên đưa tới bên miệng: Đừng, tôi ăn. Hạ Diệu thực sự cực kỳ đói rồi, cũng mặc kệ không so đo nhiều như vậy nữa, để Viên Tung đút cho mình ăn. Nhịp điệu đưa lên hạ xuống của Diên Tung rất tốt, tựa hồ đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt. Đũa này tiếp với đũa khác đưa lên vừa chuẩn xác lại vừa kịp thời nữa kìa. Ban đầu Hạ Diệu còn có chút mất tự nhiên, nhưng dần dần nó cũng thích ứng, bắt đầu vừa ăn rồi vừa lải nhải. Anh không biết tình huống lúc ấy nguy hiểm đến mức nào đâu. Cậu Trương Điền ở cơ quan tôi ấy, mặt cậu ta như bị rách xỏ sâu. Từ đây đến tận đây này, toàn bộ đèn trong khu nhà đều bị tắt, duy chỉ có một phòng là có ánh đèn ấm áp nhàn nhạt. Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra qua khe cửa sổ, hòa lẫn với tiếng nói chuyện thao thao bất tuyệt, làm
càng tôn thêm sự tĩnh mịch của màn đêm. Hạ Diệu ngồi xếp bằng, miệng không ngừng mấp máy, đôi đũa trong tay Diên Trung không ngừng đưa tới bên miệng Hạ Diệu. Ánh mắt thâm trầm của hắn chăm chú nhìn cậu. Hạ Diệu hút sụt sợi mì Viên Tung đưa tới bên miệng, hỏi Viên Tung sao anh không ăn. Viên Tung thản nhiên đáp, tôi ăn rồi. Kỳ thực Viên Tung một miếng cũng nuốt không trôi nữa. Anh không chờ tôi nha. Hạ Diệu đá một cú lên đầu gối của Viên Tung. Nói xong lời này, chính Hạ Diệu cũng tự sửng sốt, đột nhiên có chút không hiểu rõ mạch suy nghĩ của mình. Viên Tung vì sao phải chờ mình, mình vì sao muốn Viên Tung chờ? Chẳng phải chỉ là cái bữa kiếm bữa cơm ăn thôi hay sao? Có gì mà phải nhiều chuyện như vậy cơ chứ? Viên Tung hỏi Hạ Diệu, ăn nữa không? Hạ Diệu gật đầu, có, ăn thêm bát nữa. Cậu ăn hai bát rồi đó. Viên Tung nhắc nhở Hạ Diệu, buổi tối ăn nhiều không dễ tiêu hóa đâu. Không sao, ban ngày tôi tiêu hao nhiều thể lực, ăn thêm một bát cũng không có vấn đề gì đâu. Chương 60, diện cớ mượn ổ chăn. Ăn cơm xong, Viên Tung bảo Hạ Diệu, đi, tôi đưa cậu về nhà. Hạ Diệu thoáng ngập ngừng, chậm chậm nói, anh cứ về đi, đêm nay tôi ngủ ở lại đây. Trong mắt Viên Tung hiện lên một mạt ý cười, thoáng chốc liền lướt qua. Hạ Diệu lại nhấn mạnh một chút, là tôi ngủ ở đây, không phải ngủ cùng anh. Anh nên về nhà đi, tôi chỉ là muốn mượn tạm gian phòng của anh để ngủ một đêm thôi. Bằng không trễ thế này mà còn trở về, mẹ tôi lại nhìn thấy tôi bị thương, khẳng định sẽ hỏi này hỏi nọ, đảm bảo cả đêm ngủ không yên. Viên Tung diện vô biểu tình nói, cánh tay cô bị thương, buồn đêm ngủ chớ để ý một chút chứ hả? Nếu một tấm chăn không đủ đắp á, thì trong tay á, vẫn trong tủ á, vẫn còn đấy. Nước trong phòng tắm lúc nào cũng ấm, mở ra là có thể dùng. Lúc mà cậu tắm nhớ nhấc cái tay lên, đừng chạm vào nước nghe chưa? Hạ Diệu thần sắc đình trệ. Vậy anh làm sao? Viên Tung cố ý hỏi. Hạ Diệu xấu hổ cười, hôm nay sao mà thẳng thắn vậy? Chẳng phải cậu bảo tôi về sao? Phải, thì là tôi bảo anh về. Hạ Diệu tự lẩm bẩm hai câu, cuối cùng nói với Viên Tung, vậy anh mau về đi, lượn nhanh lên, anh đi rồi còn tắm rửa nữa. Viên Tung chẳng nói chẳng rằng, xoay người bước ra cửa. Hạ Diệu có tưởng cánh cửa sẽ chỉ đóng lại một giây, giây tiếp theo Viên Tung sẽ đẩy ra, sau đó mặt dày mày dạn xông vào, ôm lấy Hạ Diệu, nói một câu, tôi đùa với cậu đấy thôi. Kết quả đúng thật là con mẹ nó, đùa mình mà. Viên Tung ấy thật sự bỏ đi, từ đại sảnh huấn luyện đi xuống lầu, lại từ dưới lầu đi ra khỏi cửa, quay, cuối cùng lái xe phóng thẳng ra ngoài cổng. Đù má, Hạ Diệu đứng trước cửa sổ cũng không biết đang chửi ai đây. Một mình ngồi nghệch ra hơn 10 phút, Hạ Diệu trầm mặt đứng lên đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác lên người, lẩm bẩm nói anh đi tôi cũng đi, đủ mẹ tôi chẳng thèm ngủ một mình ở tòa nhà to thế này đâu, thật nếu biết suy nghĩ gì hết. Hùng hùng hổ hổ đi tới cửa, vừa mở cửa ra liền thấy một thân hình cao lớn đang tiến về phòng huấn luyện rộng rãi đi về phía cậu. Hạ Diệu muốn rút cũng rút không kịp nữa, một thân trang phục này của cậu đã sớm rơi vào mắt Viên Tung. Viên Tung đứng im trước mặt Hạ Diệu, ánh mắt tối đen, nhìn cậu như thiêu như đốt, đáy mắt không che giấu được ý cười. Ăn mặc thế này là muốn làm gì? Hạ Diệu cục xúc nói, chẳng muốn làm gì, chỉ là cảm thấy hơi lạnh thế. Giọng đột nhiên biến lớn, mẹ kiếp sao anh lại trở lại, ai cho anh về? Nói rồi, cởi phát áo khoác ra, chùm lên đầu Viên Tung, dùng cánh tay không bị thương, đập loạt trên người Viên Tung, đánh đến chính mình cũng phải bật cười, không giả vờ nổi nữa, đừng nháo, cẩn thận đụng tới tai bây giờ. Viên Tung cũng cười, bỏ áo khoác xuống, quấn lên người Hạ Diệu, siết cậu thật chặt, bảo, tôi chỉ ra ngoài mua một chiếc gối thôi. Mua gối làm gì? Không phải ở đây có hai chiếc rồi sao? Viên Tung đáp, cánh tay cậu mang nẹp, ngủ lúc tối nên đệm thêm một cái gối ở bên dưới, thúc đẩy tuần hoàn máu, tránh bị sưng tấy. À, Viên Tung ném gối lên giường lại hỏi Hạ Diệu, cậu tắm chưa? Chưa, hôm nay tôi không tắm nữa, phiền phức lắm, cánh tay không thể nào đụng vào nước, còn phải cuốn này cuốn nọ bên ngoài nữa, tôi giúp cậu tắm. Viên Tung nói, ban ngày cậu thực thi nhiệm vụ lăn lộn trên đất nhiều thế, không tắm sao mà lên giường được. Hạ Diệu thái độ kiên quyết, tôi không muốn tắm mà. Viên Tung dùng bàn tay to lớn kẹp lấy cằm của Hạ Diệu, lẳng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú anh khí bức nhân, hỏi, ban nãy là ai trước lúc tôi đi bảo là muốn tắm rửa hả? Có lẽ nào là vì muốn dụ dỗ tôi ở lại đây? Hạ Diệu bị người chọc trúng tim đen, lập tức giận dữ quát lên, Viên Tung, mẹ kiếp, anh thật không biết xấu hổ. Đó cũng là do cậu giật dây, Viên Tung nói khẽ bên tai Hạ Diệu. Thấy Hạ Diệu lại có xu hướng nổi bão, vội vàng mềm giọng dỗ về, được rồi, cậu cứ mặc quần lót, tôi lau người cho cậu.
Không lâu sau, từ trong phòng tắm truyền ra tiếng cười của Hạ Diệu với đủ loại tiết tấu. Ha ha, không được, không được, không được, nhột, nhột, nhột. Cũng không biết là do Diên Tung lực đạo quá quỷ dị hay là do Hạ Diệu quá mẫn cảm. Diên Tung dùng khăn thấm nước ấm lau người cho Hạ Diệu, kết quả lau chỗ nào cũng nhột hết, lau cổ cười hì hì, lau ngực thì cười ha ha, lau đến eo liền nhảy dựng lên, chờ lau đến nách cả người liền như một con cá trạch liều mạng đạp nước. Không được, nhột quá, đổi chỗ khác đi. Diên Tung âm trầm liếc xéo Hạ Diệu, đổi chỗ nào, có chỗ nào đổi được sao, lau mặt cụ cũng kêu nhột, la hét đến nỗi ông đây cứng hết cả lên rồi. Hạ Diệu vốn đã cấp cho thị giác của Diên Tung kích thích cực mạnh, chỉ cần hắn cúi mắt xuống một cái là có thể nhìn thấy phần trước quần lót ẩn ẩn lộ ra da thịt trắng bóc của Hạ Diệu, là vật tượng trưng cho giống đực nhô lên ngạo nghễ, rảnh mông, ẩn sâu trong hai cánh mông rất tròn, rất vểnh, tỏa ra cảm giác thần bí dụ nhân. Hạ Diệu liếc thấy hạ thân khác thường của Diên Tung, nụ cười trên mặt lập tức thu hồi. Diên Tung lại dùng một chiếc khăn ướt khác đi lau mặt cho Hạ Diệu. Mặt Hạ Diệu bị nước nóng hun đỏ hồng từ cổ trở lên, nhuộm đẫm khuôn mặt anh tuấn lập thể, lại mang theo một tia ngoan thuận động lòng người. Tiết tấu trên tay Diên Tung nhìn không được chậm lại một chút, lúc lao tới xương gò má của Hạ Diệu, nhìn thấy một vệt máu xuôi xuống. Cái này là làm sao? Diên Tung nhíu mày. Hạ Diệu nói, chắc là lúc bị quẳng xuống đất không cẩn thận chà xát. Diên Tung nhẹ nhàng lau xoa vị trí đó rồi hỏi, có đau không? Hạ Diệu thầm thủ nhủ trong bụng, có chút đau, còn có chút nhột nữa. Diên Tung lại thả khăn vào nước ấm dò dò, sau khi dắt khô liền lau nách cho Hạ Diệu. Hạ Diệu cố nhìn thật lâu, cuối cùng không nhịn được phì một tiếng cười, vừa kẹp cánh tay lại nâng lên. Diên Tung nói, Hạ Diệu lắc đầu, rửa sạch đi, không cần lau nữa. Diên Tung trực tiếp ấn Hạ Diệu vào góc tường, cưỡng chế nâng cánh tay cậu lên, dùng khăn mặt lau xoa cẩn thận xung quanh lông nách. Hạ Diệu cười đến mặt mũi đỏ rần, thắt lưng dưới sự kích thích không ngừng lắc lư, mông ma sát vào vách tường phát ra tiếng ken két mê người, bức trong mắt Diên Tung đỏ hết cả lên. Cuối cùng, quá trình tắm rửa vừa dài lâu vừa đầy tra tấn cũng kết thúc. Hạ Diệu chui vào ổ chăn trước, Diên Tung sau khi gột rửa đơn giản một chút cũng theo vào trong chăn. So với lần trước ở khách sạn, lần này Diên Tung có vẻ thành thật hơn nhiều, có lẽ là có cố kỵ vết thương trên người Hạ Diệu. Mặc dù nằm trong cùng một ổ chăn, nhưng hắn không cưỡng ép ôm lấy Hạ Diệu như lần trước nữa. Đèn trong phòng đã tắt, hai người lầm rầm nói chuyện phím liên miên. Tại sao giọng anh lại bị khẩu âm? Hạ Diệu hỏi. Diên Tung thẳng nhiên đáp, giọng Đông Bắc càng xuôi về phía Bắc thì càng nhạt, lưu trữ có khẩu âm nặng nhất, tôi là người hát Long Giang, khẩu âm nhẹ nhất, lại ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy rồi, chút giọng Đông Bắc ấy đã sớm mất đi. Hát Long Giang à, xa thế, tôi chỉ từng đi qua Cáp Nghĩa Tân một lần, hồi ấy còn nhỏ đi xem khắc băng, những pho tượng băng ấy thật là đẹp nha, nhưng hồi ấy máy ảnh chất lượng kém, rất nhiều ảnh chúng tôi chụp ban đêm đều không nhìn rõ. Hạ Diệu lại nói liên miên một hồi, đột nhiên cảm thấy Diên Tung không có chút phản ứng nào, chẳng lẽ ngủ rồi sao? Nghĩ vậy, Hạ Diệu liền chậm chậm xích lại gần, dùng cánh tay không bị thương chống người dậy, nghiêng đầu về phía mặt Diên Tung mà nhìn, lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu, khuỷu tay đã tê rần, cánh tay mềm nhũn xuống, đầu đập lên bả vai của Diên Tung. Diên Tung như con báo săn lật ngược nhảy chồm lên, nháy mắt đã đè Hạ Diệu xuống dưới thân, trong đôi mắt tối đen lộ ra ánh sáng khác thường. Anh giả vờ ngủ hả? Hơi thở nặng nề của Diên Tung bao phủ bàn tay của Hạ Diệu. Vốn đã định ngủ rồi, là cậu cứ dỗ dỗ tôi à? Ai dỗ dỗ anh? Diên Tung phong bế môi Hạ Diệu. Cậu hạ nào đó mới một giây trước đang còn tự hào bào chữa cho mình, một giây sau đã mau chóng tiến vào trạng thái. Diên Tung sau khi cùng Hạ Diệu nghiền ngẫm môi lưỡi một hồi, lại đem đầu lưỡi ôn hậu hữu lực chạm tới lỗ tai Hạ Diệu. Anh cút đi. Hạ Diệu cuống cuống lắc đầu tránh né đòn kích thích ác liệt này của Diên Tung. Diên Tung vừa liếm vừa nói, đặc biệt thích nghe cậu rên rỉ lắm. Anh nói nhảm. Hạ Diệu mạnh miệng, mẹ kiếp tôi rên rỉ khi nào, đừng đem mấy cái thứ dâm ý của anh quăng bừa lên người tôi. Diên Tung không nói gì, trực tiếp giằn hai cánh tay của Hạ Diệu lên đỉnh đầu, phòng ngừa cậu lộn xộn, sau đó cúi đầu xuống, đầu lưỡi đảo qua yết hầu, xâm nhập vào vùng nách cấm địa. Gần như ngay khi luồng nhiệt khí đầu tiên phả lên, Hạ Diệu đã lập tức quên bẵng lời xảo biện ban nãy. Đừng đừng đừng, nhột nhột. Loại này nhột rõ ràng khác với ban nãy đùa nháo ở phòng tắm, hoàn toàn cười không nổi, thay vào đó chính là nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ, thanh điệu ghẹo nhân.
Diên Tung làm ướt đám lông thưa thớt lộn xộn dưới nách Hạ Diệu, dùng đầu lưỡi chải vuốt sang một bên, sau đó liếm hôn đến phần da thịt dễ nhột dưới chân lông, lại dùng đầu lưỡi với tiết tấu nhanh đùa nghịch phần da thịt ấy, nhột nhột nhột. Hạ Diệu nhột đến giãy giụa liên tục, cực chẳng đã cánh tay bị thương, không dám có động tác quá mạnh hơn nữa, lực đạo của Diên Tung rất lớn, căn bản không cho phép Hạ Diệu động đẩy. Hạ Diệu vô tình ma sát Diên Tung lại luôn không thể khống chế mà ưỡn ngực lên, cơ ngực cọ sát đối đỉnh, ngọn lửa trong ngực cũng bừng bừng lan rộng. Chúng ta vừa nghe qua các chương 58, 59 và 60 của truyện độc Thế Bất Khả Đáng và Anh Khoa. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những chương tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.